Chào mừng mọi người tới với một vùng quê hẻo lánh của New Zealand để tới với công việc đầu tiên mà Kim đi làm, đó là công việc hái blueberry. Công ty mà Kim làm đó là công ty Growmert. Thì trên đây Kim sẽ để cái fanpage của công ty cho mọi người cùng theo dõi. Cái nơi mà Kim làm thì nó khá là xa, cái thành phố lớn là Queenstown. Nó nằm gần về cuối của miền nam của New Zealand rồi. Và đây là trên đường Kim đi tới. Cái town tên là Robert. Robert là một cái chỗ rất là nhiều cherry và blueberry. Chỗ này Kim làm thì nó thật sự là ở rất là sâu ở trong núi, nhưng mà cũng chưa phải là hẻo lánh lắm. Tận cùng của hẻo lánh, tại vì chỗ của Kim vẫn có sóng điện thoại. Còn hôm bữa trên đường mà đi xuống đây thì Kim có ghé qua chỗ của mấy bạn hái trái mâm xôi á, thì thậm chí còn không có sóng điện thoại cơ. Vậy nên là chỗ của Kim phải gọi là cũng chưa phải là tận cùng của hẻo lánh. Và ghé qua đấy thì được mọi người nấu bún gà, bào ngư cho ăn, nên là thành ra là ăn cũng mất hơn 3 tiếng. Và đi xuống tới nơi dưới này thì là đêm khuya, 11 giờ khuya rồi. Về chỗ ở dưới này á, thì Kim có gửi email cho công ty trước, gửi khá là sớm, cách trước khi Kim qua đây khoảng 2 tuần ấy. Nên là công ty có sắp xếp chỗ ở cho Kim sẵn, là Kim ở chung phòng ở trong cái khu tập thể của công ty. Còn hai bạn mà đi chung với Kim ấy, thì các bạn gửi email cho công ty hơi trễ nên là hết phòng. Nên là các bạn ở ngoài, ở cũng gần cái chỗ ở công ty nhưng mà nó là ở cái phòng ngoài. Thì giá thì chỗ Kim ở thì 16 đô một đêm, thì các bạn ở ngoài cũng 17 đô một đêm thôi, cũng không chênh bao nhiêu. Về phương tiện đi lại thì chỗ làm, tức là chỗ cái farm hái blue á, thì nó cách cái chỗ tầm 5 cây số. Thì Kim đi với mấy anh chị Việt Nam á, đi ké xe ô tô. Còn thật ra là nếu mà không có xe á, thì công ty cũng có xe buýt đón mọi người từ cái chỗ mà khu ở tập thể của công ty đến cái chỗ làm luôn. Thì vé đâu đó tầm 3 đô trên một ngày thôi, cũng không phải là mắc gì lắm, cũng khá là bình thường á, khá là ok á. Về công việc thì ở đây sẽ có hai loại cây, đó là blueberry và cherry. Thì sẽ có một team đi hái blueberry, một team đi hái cherry, và một team ở nhà đó là làm packing blueberry và packing cherry riêng. Đối với cái team ở packing á, thì sẽ làm ăn tiền theo giờ, tức là 21,02 đô một giờ gì đó. Là sẽ làm một ngày đâu đó tầm 8 tiếng đến 10 tiếng, và làm từ thứ 2 đến thứ 6 hay là thứ 7 gì đấy. Và đó, thì làm bao nhiêu ngày thì nhân tiền lên, làm bao nhiêu giờ thì nhân giờ lên, cứ một giờ là 21 phẩy mấy đô đó. Còn riêng về đội mà đi hái thì sẽ tính tiền theo ký. Ví dụ như một ký 3,75 đô hoặc là một ký 4 đô, tùy theo loại giống, tùy theo cái số lượng trái dễ hái hay là khó hái gì đấy. Thì mỗi ngày người ta đều có thông báo, ví dụ hàng nào, giống nào sẽ được bao nhiêu tiền một ký, thì sẽ có thông báo ở trên cái bảng ấy. Tương tự đối với cherry cũng vậy, cherry cũng tính theo ký. Ví dụ như là 7 đô một ký, hay là 8 đô một ký, hay là 6 đô một ký. Vì đặc thù cherry thì hái nó lâu hơn là blueberry á. Cherry hái thì một lát nữa mình sẽ quay cherry, cái phần cherry cho mọi người xem. Và mọi người đang nhìn thấy đây chính là cây blueberry mà mình đang làm. Và đa phần người Việt Nam và người châu Á thì sẽ đi hái blueberry, và những cái bạn Tây và cao thì sẽ đi hái cherry. Tại vì cherry rất là cao và hái rất là cực, và sẽ không được nhiều tiền như blueberry. Không biết là các bạn biết chưa, nhưng mà ở New Zealand ấy, theo như các anh chị đi trước từng nói, thì sau mùa làm hop thì mùa blueberry là mùa kiếm tiền nhiều nhất. Nên là mọi người sẽ đổ dồn đi hái blueberry và sẽ vắt kiệt sức lực để hái làm sao được nhiều nhất, để kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Thì cái trái blueberry nó rất là dễ hái, thì nó mọc thành chùm ấy, nhưng mà rất là dễ hái, là đụng cái trái chín là nó rụng luôn. Mà nhiều khi là trái chưa chín hoặc là trái non thì nó cũng rụng theo luôn. Nên là nhiều khi hái mà ví dụ mình không có tâm lắm á, là nhiều khi nó đi luôn cả chùm ấy, cũng khá là tội nghiệp. Đi vào vườn hái thì đầu tiên là mỗi người sẽ có một cái thẻ để có mã vạch, để có thể bấm được cái số của mình, và sau đó thì để dán cái phiếu là mình đã làm được bao nhiêu á, có một cái giấy nhỏ dán lên. Cái giấy này á, thì mannequin thì sẽ ghi đầy đủ là cái hàng mình làm, cái block mình làm, cái giống mà mình làm, họ tên của mình và ngày giờ cân. Đó, thì nhiều khi cân đúng hay cân sai thì nhiều khi mình nhìn vào đó thì mình có thể mình biết được. Ví dụ như mình đưa cho người ta hai khay mà người ta chỉ trả lại cho mình một khay trên cái tờ giấy thôi, hoặc là sai tên, sai đồ đó, thì đi kiện, đi hỏi người ta, kiểu vậy á. Và kèm theo đó là có một cái xe đẩy như thế này. Ở trên xe thì sẽ có một cái tray, có một cái ghế để ngồi, và có một cái
những cái khay để bỏ trái vào, sẽ có một cái xô đeo lên người và có một cái tấm này để phủ lên trái để cho nắng nó khỏi chiếu vào ấy. Đó là đẩy cái xe này đi và mỗi người thì sẽ được supervisor là chỉ định hái một hàng. Thì nhiều khi là một người sẽ hái một mình một hàng, hoặc là nhiều khi hết cái block đấy, hết cái giống đấy thì người ta sẽ đẩy người vào làm sao để cho hái hết cùng lúc ấy. Thì đôi khi là 2-3 người hái cùng một hàng. Hàng thì có hàng đẹp, hàng xấu, tùy cái sự hên xui ấy. Và cây thì cây blueberry này, loại này nó kiểu chưa trồng lâu lắm nên là nó cũng không quá cao với mình. Nó cũng vừa phải thôi, và nếu mà cao quá thì có thể đứng lên trên cái ghế ấy. Cái ghế ở trên cái xe này để với xuống để hái. Và bên cạnh cái ghế, bên cạnh cái khay mà để cái ghế thì sẽ có một chỗ để cho để chai nước. Và hầu như là cái ghế thì dùng để ngồi, nhưng mà hầu như chẳng ai ngồi cả. Tại vì mọi người sẽ lê lết bò trườn ở trên cái lai để hái cho nhanh. Tại vì ngồi ghế thì sẽ hái rất là lâu. Ngày đầu tiên mình đi làm về mà mình ngồi như thế này này, thì ngày đầu tiên đi làm về cái chân mình bị rộp lên và rất là đau luôn á. Thì bữa sau mình phải kiểu là quỳ rồi lết rồi bò, nói chung là không được ngồi cái kiểu xổm mà chống cái chân lên quá là nhiều lần, tại vì chân mình sẽ rất là đau. Thì thay vì đó thì quỳ gối rồi lê lết thì nhiều khi rất là bẩn đồ, rồi có thể là bị chầy gối, hơi bị đau gối. Nhưng mà cũng được cái là mọi người sẽ không được mang đồ ăn vào trong cái hàng làm để ăn, nên là sẽ không có đồ ăn rơi vãi. Rồi trong này cũng sẽ không có chó mèo súc vật gì trong này cả, nên là cũng không lo là lâu lâu bò trườn thì dẫm phải mấy cái thứ dơ là không có. Và ở trong farm thì sẽ có nhà vệ sinh, sẽ có những cái nhà vệ sinh lưu động, và mọi người muốn đi vệ sinh là phải đi ra ngoài những cái nhà vệ sinh đấy, không được đi thẳng ra ngoài trên hàng. Nếu mà mọi người đi vệ sinh ở trên hàng là cái block đấy, thậm chí là cái farm nó sẽ đóng cửa để tẩy rửa và sẽ phải nghỉ làm ấy, nên là không ai được đi vệ sinh ở trong hàng hết mà phải ra ngoài khu vực. Nhiều khi tại vì cái lý do là đi vệ sinh hơi xa mà nhiều người không dám uống nước này, rồi kiểu như là mắc vệ sinh cũng không đi ấy, thì nó rất là không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà nhiều khi vì tiền quá, vì cày cuốc quá, đỡ kiểu tiết kiệm thời gian ấy, kiểu thế, nhiều người cũng ráng nhịn này kia lắm. Và sau khi mà hái xong đầy một cái tray hoặc là hai cái tray, ba cái tray đấy, thì ai siêng thì có thể là mang ra tận đầu hàng để cho supervisor sẽ cân cho mình, hoặc là sẽ có những cái anh đi như thế này, những cái anh màu cam này, thì sẽ có cái nhiệm vụ đó là chỉ tới bưng cái khay của mình mang ra đi cân thôi. Đó là nhiệm vụ của mấy ổng thôi. Mấy ổng đi cả ngày chỉ làm cái việc đấy, nhiều khi rất là rảnh rỗi xong rồi cứ đi hát hò. Nhiều khi mấy ổng lười làm á, mình rất là đầy khay rồi mà mấy ổng cũng không bưng á, nhiều khi lười lắm, nhiều khi cũng thấy ghét lắm. Và làm thì cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là cái số lượng, cái khối lượng mà mọi người hái được. Mọi người đã từng nghe ra New Zealand kiếm cả 100 triệu một tháng đúng không? Chuyện đấy hoàn toàn là có thật. Đối với cái công việc này mình đã từng thấy, nói chung là trong farm mình những cái anh chị gọi là siêu nhanh, gọi là rất là kinh khủng, một ngày hái được hơn 100 ký, 100 mấy chục ký, thậm chí là gần 200 ký. Đối với những ngày mà thời tiết mát mẻ xong rồi được làm đến hết ngày, xong hàng quá đẹp, các anh chị đã có thể hái đến 150 ký, 170 ký. Thì một ký mọi người cứ nhân lấy với 3,5 hoặc là nhân với 4 đô đi, thì nó sẽ ra có ngày các anh chị đã có thể làm được 700-800 đô New Zealand, tức là nó rơi vào đâu đó tầm 10 mấy triệu đấy. Đó thì có những ngày hy hữu nó cũng như thế. Còn bình thường nói chung là mấy anh chị mà nhanh ấy thì mọi người có thể hái tèn tèn là một ngày, nửa ngày thôi là mọi người đã có thể hái 60 mấy cân rồi, và hầu như là ngày nào cũng hái trên 100 cân, 120-130 cân hết. Đấy là những anh chị gọi là một thuộc cái top ở trên ấy. Nhưng mà đời thì không như là mơ, và không ai không phải là ai cũng làm được cái con số như thế. Ví dụ như Kim thì Kim chỉ là được có một ngày duy nhất được 70 ký, và một ngày duy nhất làm full ngày được 90 ký thôi, còn đâu thành tèn ngày được có 5 mấy 6 mấy ký. Và có một vấn đề vô cùng oái âm, đó là ở cái New Zealand này ngày hôm nay cực kỳ nắng, 25-26 độ, người ta cho về sớm 2 giờ về rồi, có khi 1 giờ, có khi 3 giờ chiều, có khi 1 giờ, có khi 12 giờ trưa là đã bị về rồi. Và có những ngày hôm nay vừa nắng xong cái ngày mai mưa, thế là làm đâu đó cũng 3-4 tiếng cái xong nghỉ. Đó, vấn đề nó là không được làm quên ngày, làm có nửa ngày xong rồi đi về. Ví dụ đối với những anh chị làm nhanh thì làm nửa ngày mọi người đã làm nhiều tiền hơn là người bình thường làm theo giờ mà tính theo nguyên một ngày rồi. Nhưng mà với mình thì mình làm nửa ngày nó không ăn thua, nó không thể hơn được cái số tiền người ta làm 8 tiếng mà tính theo giờ được. Nên là mình làm này nó cũng không ổn lắm, thật sự là như vậy. Khi mà mình chỉ làm nửa ngày thôi, 2 tuần nay ngày nào cũng làm nửa ngày,
Tiền đâu ra hả mọi người? Tiền đâu ra mà 100 triệu một tháng? Mơ à? Đi ăn cướp à? Cái số lượng mà đều đều á, để có 100 triệu một tháng hoặc là 70-80 triệu một tháng thì nó là một cái top ở trên. Và nó có thể là chiếm đâu đó tầm 1/3 tới chưa tới 2/3 số lượng trong cái team Việt Nam mình. Còn lại thì rất là cũng nhiều người hái theo giờ thôi, kiểu hái đi hái nhưng mà lại ăn lương theo minimum wage. Mình thì kiểu cũng chập dợt lắm, tuần này tuần nọ, nói chung là không ăn thua, không được 100 triệu đâu mọi người, tuần đều đều được 1.000 đô sau thuế kiểu vậy thôi. Tuần này thì chắc không biết được mấy trăm nữa. Làm có nửa ngày, chưa tới nửa ngày. Mà hái thì chậm, quả thì ít, hàng thì xấu. Thì lấy đâu ra mà 100 triệu một tháng? Và cái việc mà đi hái nhanh ấy, nó không những tùy thuộc vào cái sự phản xạ nhanh của mình, cái sự tập trung vào công việc, cái thói quen duy trì cái tốc độ, mà nó còn tùy thuộc vào các cái yếu tố như là hàng phải đẹp, cây trái phải dễ hái. Đừng có kiểu là trái thì chín, trái thì hồng, trái thì xanh thì lựa lựa rất là lâu. Và nhiều người thì không phải là ai cũng hoàn toàn là do hái nhanh, mà nhiều khi là do mọi người cũng dùng kỹ xảo á. Nhiều khi hái một chùm ra xanh đỏ tím vàng thì hái hết, xong rồi nhặt ra rồi vứt hết những cái trái còn lại, xanh hồng thì là vứt hết. Thay vì mình để lại thì mình vẫn còn trái, thì đây có thể là họ vứt luôn, họ lấy trái chín thôi, còn đâu họ giục hết. Rồi nhiều khi thì hái những cái chùm to thôi, còn những cái trái lẻ tẻ nó chín mà lẻ tẻ không ăn thua thì không hái, lướt qua luôn. Thì không phải ai cũng làm được đâu. Ví dụ như mình thấy là mình không chịu được, cho dù là một trái hai trái mà nó uẩn gốc này gốc kia, trong lùm trong đồ cũng chui vào hái, thì nó phải mất rất là nhiều thời gian. Nên là cái việc hái nhanh nó cũng nhiều yếu tố lắm. Và trái cây ở đây thì người ta không rửa, nên là mình hái nhiều khi rớt không nhặt đâu. Thật ra nhiều khi nhìn trái trái to quá tiếc thì cũng nhặt, nhưng mà đa phần là sẽ không nhặt vì giữ vệ sinh. Với lại đi vệ sinh vào thì phải rửa tay này. Ở chỗ nhà vệ sinh thì sẽ có chỗ rửa tay, lau tay sạch sẽ. Ăn cơm xong thì nhiều khi còn xịt khuẩn nữa, kiểu sợ Covid hay gì đó, còn xịt khuẩn nữa. Nhiều khi xiêng thì cũng có xịt kiểu vậy á. Mà đi làm thì làm ăn theo sản lượng ấy, nên là thôi ai thích nói chuyện gì thì nói, chơi thì chơi, ngủ thì ngủ, bấm điện thoại thì bấm điện thoại, làm gì thì làm, hái được như thì hái. Tất nhiên là không phải tới mức mà nằm ra đấy mà ngủ đâu, tại vì nếu mà mình hái ít quá thì người ta sẽ tính theo lương minimum wage ấy, thì cũng phải làm, chứ không thể nào nằm ra đấy được. Nhưng mà nói chung là làm tàng tàng, xác định là minimum wage thì ăn từ giờ 21 đô một giờ ấy, thì cứ làm tàng tàng, nằm vật vào vật vờ cà lê cà lết ra đấy, hái được ít nào thì hái, kiểu thế thoải mái. Nên là trong khan nhiều khi nghe tiếng nói chuyện nó rất là nhiều người cảm thấy hơi nhức óc ấy, nói chuyện cười nói quá trời quá đất luôn. Và đây là đội quản lý trực tiếp ở trong farm này. Cái người đầu tiên đó là quản lý, sau đó là mặc áo màu áo phản quang mà xanh lá cây, đó là supervisor, người quản lý hàng cho mình, cân hàng cho mình, check in check out mỗi giờ. Mấy người mặc áo da cam ấy là làm cái việc mà khuân vác ở trong farm ấy, di chuyển mấy cái trụ cân, rồi di chuyển mấy cái khay của mình ấy. Rồi cái hôm này thì nắng quá, thế là công ty cũng thuê một cái xe vào cho ăn kem. Thì cả mùa này cũng ăn được một lần, nói chung là ngon. Và lại còn bị về sớm nữa. Ăn kem xong cái 2 giờ cứ đi về, đuổi về vậy á. Chán lắm, chả được làm. Rồi mấy bạn ở nhà nói mình đi sang đây sung sướng lắm, tháng cả 100 triệu đâu thấy cảnh này. Đấy, mưa ướt nhẹp nhẹp, ráng hái. Hái tới chừng mà ướt hết người, xong rồi người ta bắt đi về thì mới về. Mà dù là người ướt hết, rất là lạnh luôn đó mọi người ơi, lạnh thấu xương luôn đấy. Nhưng mà vẫn hái. Nói chung về là cũng có người bệnh á. Nhưng mà nói chung là tiền mà người ta treo lên cây rồi, vẫn ráng hái cho bằng được. Mang vào cân xong rồi ướt nhẹp nhẹp hết. Hồi xưa thì mình biết là nên mang áo mưa, nhưng mà xong đấy thì nghe nói là mưa thì không có làm, nghĩa là không mang. Nhưng mà thật ra là mưa ướt hết người, sau đó thì mới nghỉ, chứ không phải là một phát là nghỉ ngay từ đầu. Nên là ngày nào đi làm gặp mưa cũng ướt hết trơn á. Mà mấy người supervisor với mấy người mà chạy việc ở đây đó, rất là ớn cái đội Việt Nam và đội châu Á. Nhưng mà đội Việt Nam là lì nhất, tại vì mỗi lần mà đuổi về là không về, mỗi lần mà gõ chia mà nói lân tham thời gian ăn trưa, thời gian đi về là không ra. Thời gian ăn trưa là cũng phải ráng làm, thế chứ người ta đuổi mới ra ăn trưa, xong rồi mới vào làm.
Xong rồi thời gian đi về thì lúc nào cũng câu giờ phải trên 30 phút, nhiều khi hết cả tiếng đồng hồ luôn. Đến mức mà nhiều khi người ta phải tìm vào, người ta vào người ta bế ra mới chịu ra nữa cơ. Trời ơi, nhiều khi mình nghĩ mà kiểu mình nghĩ là nếu mà mình là mấy người kia chắc là mình quạo lắm luôn á. Tại vì người ta không thích làm thêm giờ này kia đâu mọi người. Chỉ có mình á, mình ham kiếm tiền, mình mới kiểu thế thôi. Nhưng mà mọi người rất là lì, rất là dai mặt, nói là đến giờ đi về là như kiểu bị điếc vậy đó, không nghe, tự nhiên điếc ngang vậy đó, đang làm mà điếc ngang vậy đó. Nói tiếng Việt nhiều nhiều cô ấy, cô bảo là đi về đi nhưng mà cô không nghe, cố tình làm cho bằng được, kiểu tự dưng mà điếc luôn, không thể để ý cái gì luôn. Xong rồi lì lắm, chừng nào người ta vào người ta bế ra, người ta kéo xe ra mới chịu đi về, rất là kinh khủng. Lúc nào về cũng câu giờ 30 phút, 40 phút, có khi 50 phút luôn á. Công ty này thì trả lương rất là chính xác, rất là uy tín luôn. Và ngày đầu tiên mình đi làm thì mình phải lên office, sau đó thì cung cấp tất cả các thông tin cần thiết, rồi nghe hướng dẫn, ký hợp đồng, nhận thẻ đi làm đầy đủ rồi mới được đi làm á. Đi làm là phải mang thẻ, không thẻ là không làm việc á. Không biết thì mọi người đã ăn blueberry chưa ha? Hồi xưa khi mua ở bên Đan Mạch các khi mua về Kim thấy trời ơi mắc ò mà ăn thì rồi ẹt chưa lét à. Thế là từ đó không bao giờ mua nữa. Nhưng mà thật ra lúc mà đi hái á, thì mình thấy rất là nhiều giống, xong rồi ăn được rất là ngon, rất là ngọt. Và mình thì luôn lựa trái ngon nhất để ăn. Nhiều khi hái không được bao nhiêu nhưng mà gặp mấy trái to to là ăn hết. Ăn một lần chắc là nếu mà tính tiền ra mà mình tiền ăn ở trong cái farm đấy mà tính tiền thì chắc mình ăn một ngày chắc phải cả $100 luôn á. Mình ăn quá thì ăn luôn mà ngon. Công nhận là ngon thật. Thì đấy là blueberry nhá. Thì mình sẽ sang một cái sơ sơ về cherry. Tại vì mình hái cherry không có nhiều. Hái cherry chỉ có 3 lần thôi. Thật ra là hái blueberry chưa quen là đã qua hái cherry rồi. Và cherry thì rất là cao. Và mình rất là ghét hái cherry. Tại vì phải đứng lên cái thang ấy, rất là cao á. Mà mình thì không thích đứng ở trên cao. Xong rồi hái nó rất là nặng. Đeo cái xô này vào nặng lắm. Phải 3-4 kg gì đấy mà mình không thích đeo nặng. Hái blue mà chỉ cần nửa xô thôi là mình đã đủ ra rồi. Mình không thích đeo nặng đeo vào nó. Nhiều khi đeo mình sợ bị gù vai, mình sợ bị lệch người, rồi mỏi vai nhức gáy ấy. Nên là hái cherry cũng thế, hái được chút là mình đổ ra. Mà như thế thì hơi mất công á, nhưng mà mình không thích đeo nặng. Và phải leo lên trên cao, xong rồi hái blue á, thì phải nhặt sạch tất cả các cuống và các hoa dính ở trên trái. Nhưng mà hái cherry thì phải để lại cái cuống. Tức là cái cuống ấy dài dài á, là phải để lại. Hái lùi lắm. Hái không được bao nhiêu tiền hết. Hái cherry là mình kiểu mặc định là hái theo giờ luôn á, không được bao nhiêu ký hết trơn á. Cherry thì ăn bao ngon luôn nha, bao ngon bao ngọt. Cherry thì ở chỗ này thì mình thấy có một giống màu đỏ và một giống màu vàng ấy. Trời ơi, ăn bao ngon luôn ấy. Ăn mà kiểu miệng nó không dừng lại được luôn ấy. Ăn là phải đứng ăn hoài. Trời ơi, mấy nửa không đi hái không biết lấy tiền đâu mà ăn. Lâu lâu thì ở chỗ mình ở á, công ty có mang về cho một thùng là mọi người hốt rồi ăn hết. Ai nhanh thì có, ai chậm thì thôi. Ăn ngon kinh khủng thật. Đi hái cherry thì người ta sẽ phát cho mỗi người một cái cọc số ứng với cái số ở trên cái thẻ của mình ấy. Thì hái được cái thùng nào đầy xô á thì sẽ để cái số đó vào cái xô cho sách cho đầu hàng để đó. Sau là supervisor người ta sẽ lại, người ta nhìn cái số của mình. Sau là mình móc luôn cái thẻ ở ngoài ấy, thì người ta nhìn cái số người ta biết là của cái thẻ nào. Sau đó thì người ta tự bấm thẻ, tự dán cái giấy lên cho mình. Sau đấy thì lúc về thì đếm xem mình được bao nhiêu cái giấy. Hoặc là hỏi thẳng người ta, lúc mà check out ấy, hỏi người ta xem là mình được bao nhiêu xô là sẽ biết luôn. Rồi đó là xong công việc nhá. Và mình sẽ sơ qua về cái chỗ ở của mình. Đây là cái chỗ ở có sẵn của công ty để cho mọi người ở. Thì số lượng thì tất nhiên là có hạn thôi. Sẽ có một cái chỗ ở khách sạn ở bên cạnh nữa. Thì ở đây hết chỗ mọi người sẽ ra đó ở. Chỗ ở đây thì rất là thoải mái. Một phòng thì đâu đó tầm 3 đến 4 người à, cũng có phòng couple riêng cho ai mà kiểu ở chung với người yêu hoặc là vợ chồng ấy, thì sẽ là phòng riêng. Cái view chỗ mình thì mình thấy quá là xịn luôn. Ban đêm thì ngắm trăng, buổi sáng thì ngắm bình minh à, nhìn xuống trên thị trấn. Tại vì cái này là ở trên của cái đồi ấy, nhìn xuống thì rất là đã à, đây là cái chỗ mà để mọi người ăn uống nè. Trưa nắng quá thì ra cái chỗ có cái cây này để ngồi để cho nó đỡ nắng và bắt được wifi. Ở trong này là chỗ nhà ăn, mọi người sẽ bưng đồ ăn ra đây và ăn. Chỗ này để chơi pizza. Trong này là chỗ bếp để nấu. Chỗ này thì chỉ để nấu thôi. Chỗ này thì là BBQ. Rồi có cũng khá là nhiều tủ lạnh nhưng mà khá là ít tủ đông ấy. Tủ đông thì sẽ không đủ cho tất cả dùng đâu, mà chỉ có tủ mát thì đủ thoải mái. Bên ngoài này thì sẽ có một cái phòng, cái chỗ gian này là để rửa chén, để chén đũa và làm đồ ăn khô, giống như kiểu là rửa rau hoặc là làm bánh mì kiểu vậy, để xoong nồi.
Rồi ở khắp mọi nơi thì luôn có những cái tờ note như thế này, có nhiều thứ tiếng để mọi người theo dõi và làm theo. Đây là khu giặt đồ, cũng khá là nhiều máy giặt. Cái xào đồ thì hơi hạn chế, có cả chỗ để giặt giày riêng. Chỗ mình ở thì rất là tiện nghi và hàng ngày á, thì sẽ có một cái cô dọn dẹp rất là sạch sẽ, rất là gọn gàng luôn á. Khu vệ sinh nhà nam thì riêng, nhà nữ thì riêng. Cũng kiểu đi làm về một lúc thì phải chờ cũng khá là lâu á, nhưng mà kiểu là cũng không phải là bất tiện lắm mà luôn luôn sạch sẽ. Chỉ một cái là hơi nóng thôi, và nóng thì mọi người sẽ thường là đánh xe ra bờ suối để tắm suối, sau đó thì mát thì mới về. Đi làm về sớm á, thì cũng khá là nóng thiệt. Nhưng mà ngồi ở ngoài hiên nhà thì rất là mát, và nói chung là mình thấy rất là thoải mái. Ở đây tất nhiên là có rất là nhiều quốc gia như là Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Argentina, Croatia, Đức, tùm lum quốc gia thế. Và hầu như là mọi người đều đi với visa working holiday và rất là cởi mở, rất là thoải mái ấy. Hoàn toàn có thể nói chuyện với bất cứ ai là mình muốn, nếu mà cảm thấy tiếng Anh thì ok. Gặp nhau chào hỏi nhau hàng ngày, nói chung là cũng rất là vui ấy. Phòng ở đây thì vẫn có khóa, nhưng mà thật ra thì cửa sổ thì luôn mở. Và kiểu như phòng mình thì nếu không có chìa khóa thì mình chui cửa sổ vào, nên là như kiểu cái khóa nó vô nghĩa. Nhưng mà cũng không thấy ai mất đồ đạc gì đâu. Nói chung sang đây mà ai mà có cái tính trộm cắp thì nên bỏ luôn ở nhà ngay từ đầu, chứ ở đây mà trộm cắp thì kỳ lắm. Ở cái thị trấn mình ở thì khá là nhỏ, nhưng mà cũng có một cái shop nhỏ. Và cái shop này thì mình cũng mua hầu hết các nhu yếu phẩm cần thiết. Những cái đồ thì nó cũng nhiều khi có đôi cái thì nó cũng hơi mắc hơn một chút, nhưng mà nó cũng không bao nhiêu ấy, nói chung là cũng ok. View chỗ mình ở buổi tối thì ngắm trăng, buổi sáng thì ngắm bình minh, rất là tràn đầy năng lượng luôn. Ở đây một tháng thì mình cũng gặp khá là nhiều các anh chị bạn bè Việt Nam, tại vì mùa này là mùa đủ mọi người đổ về kiếm tiền ấy. Sau đấy thì cũng có đi xuống điểm cực nam của New Zealand để bắt bào ngư nè, rồi đi câu tôm về ăn nè, rồi có đi Queenstown chơi, rồi sau đó thì mình cũng có một trải nghiệm vô cùng là thích thú, đó là tiếp tục được cắt tóc cho mọi người, cắt qua tới cái bang Argentina luôn. Nói chung là rất là thích, mất thời gian một chút nhưng mà rất là vui vì mọi người cũng hài lòng với bộ tóc mà mình cắt. Quá như là trải nghiệm tuyệt vời trong một tháng vừa qua. Hy vọng là 9 tháng tới sẽ là rất nhiều những điều tuyệt vời khác nữa. Kim cũng kết thúc video này ở đây. Mọi người yêu thương và thích những cái nội dung của Kim thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video cho Kim nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.